Giờ ai nói trước? Thôi để Ngân nói trước. Em xin được chào quý vị khán giả. Hôm nay em rất may mắn khi được đứng cạnh anh Đại Nghĩa và chị Nam Thư trong chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Con bé nó chào đầu vô chương trình xôn ghê anh. Nghe xong khán giả muốn chuyển kênh ghê vậy đó. Chuyển kênh ghê vậy đó. Bây giờ cho em một cơ hội nè, làm lại cho nó sơm tụ coi nè. Đúng đó, rồi. Mình chào một cái làm sao mà khán giả rần rần wow, ô, oh, a, à, được kia đang ăn cơm buông chén buông bát xuống ngồi coi mình đó. Dạ, Mỹ Ngân và anh Đại Nghĩa, chị Nam Thư xin được chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Lần này thì hơi lố chút xíu. Khán giả đang ăn cơm thay vì bỏ chén cơm xuống ngồi đây, coi. Đây 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 đây. Chọi chén cơm. Anh ăn cơm, anh ăn cơm, em chào em là Thúy Ngân rồi. Thúy Ngân xin kính chào quý khán giả và anh Đại Nghĩa đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Tối chạy. Tối chạy. Không nói gì thôi chứ được. Vậy là có không khí rồi. Cứ giữ cái mức độ đó từ đó mà tiến lên cho anh nha. Mời hai em chúng ta về vị trí. Đi. Thấy ghét không? Bình thường á, tôi bỏ đi trước thì nói tôi xong ga lăng. Bữa nay tôi xè tay ra tính dìu hai nhỏ em đi. Nó tay rẹt đi trước bỏ mình tôi cô đơn vậy đó. Đó bây giờ tôi lủi thủi về mình nè. Dạ bây giờ em lên em đón anh về. Thôi anh hết thích rồi. Ai kêu? Ai kêu? Biết tính anh nghĩa mà. Bây giờ anh sẽ giới thiệu hai khách mời của ngày hôm nay đến cho các em biết nha. Mời hai em. Ngày cô ấy đi theo nơi thơm hoa. Chàng trai ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mất một. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con khi... À, dạ em là chú Ba nên xin chào chị Nam Thư, anh Đại Nghĩa, chị Thuyên Hân và tất cả quý vị khán giả. Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Đại Nghĩa, chị Nam Thư, chị Thúy Ngân và tất cả các bạn. Em là Trần Phong, thì hôm nay em và chúc anh rất vui khi được tham gia chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Mong là các anh chị cũng như là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cũng như là cổ vũ cho tụi em nha. À, hai em là bạn đồng nghiệp với nhau hay là bạn trai, bạn gái, tình yêu này kia, đôi lứa, hẹn hò? Dạ, tụi em là... Tình yêu trong phim. Tình yêu trong phim, dạ. Trong phim, phim gì em? Gần đây em và chúng anh được tham gia bộ phim của anh Victor Vũ, đó là bộ phim Mắt Biếc. À, hai em đóng vai học sinh hả? Lẽ ra cái nhóm học sinh đó là có anh đó, mà bữa đó anh kẹt. Bên đó chương trình được cast em mời vai chúc anh nè. Tụi Mắt Biếc là em đó, anh thấy mắt em biết chưa? Mắt em nâu và đen chứ biết đâu mà biết. Hai anh chị ơi, hai anh chị mình quay trở lại với chương trình đi. Hôm nay các bạn tới đây, các bạn sẽ được chọn đội về, đơn giản lắm. Bây giờ anh chọn đi, muốn về Thư hay là Ngân? Nếu như mà về Ngân thì đó là một cái sự trẻ tuổi nhưng mà bồng bột và nông nổi. Dạ. Mà còn nếu về với Nam Thư thì sự chín chắn, từng trải đó. Nhưng kém may mắn. Nhưng mà ít may mắn. Cả hai chị thì đều rất là đẹp và em rất là thích, nhưng mà do em là fan của Nam Phi Liên Hoàng Kê. Yeah. Cho chị... phép em về đội của chị Nam Thư. Rồi. Vậy Phong về với lại Thúy Ngân. Về đây em. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của Ngạc Nhiên Chưa. Ở vòng đầu tiên này chúng ta sẽ có tất cả là 7 cái từ khóa ở đây. Các bạn sẽ đoán xem những từ khóa đó là viết tắt của tên những bài hát nào. Và bên nào có đáp án trước thì bên đó bấm chuông giành quyền trả lời. Và mỗi một đội như vậy chúng ta sẽ chỉ có 10 giây để mà suy nghĩ cũng như là đưa ra đáp án. Nếu mà sai thì đến phiên đội bên kia. Đội nào mà đoán được đúng nhiều bài hát nhất thì mình sẽ có 3 điểm và đội còn lại chỉ có 2 điểm mà thôi. Hiểu luật chơi chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên. Nam Thư. C, V, K. Có về không? Chưa đúng. À, này tụi em thảo luận. Công viên khỉ. Trong 10 phút thôi nha. Công viên khỉ đó, ừ đúng. Trời, cá. Cá. Cá về. Cá. Hết giờ. Chờ hả? Cho. Công đội của Thúy Ngân. Bài hit một thời. Có có về không? Cứ vậy cầu vòng khuyết. Yeah. Hay quá. Đó là cầu vòng khuyết. Yeah. Đó là một bài hit của ca sĩ Tuấn Hưng. 1-0 nghiêng về đội của Nam Thư. Từ khóa thứ hai là đội Nam Thư. D
để mì nói cho mà nghe, để mì nói cho mà nghe. Nói cái gì? Mì còn trẻ, mì muốn đi chơi. Và đó là để mì nói cho mà nghe. Vậy là 2-0 rồi nha. Đó, đó hai từ khóa qua mà mình chưa có được điểm nào hết nha Ngân. Đây. Thôi lần này mình đừng bấm chuông nữa, chúc anh mình nhường đi. Không phải đâu, tại vì điên là... Chuông em không ạ? Điên là... Chuông em không ạ? Chuông của em sao? Chuông em tốt mà đúng không? Hai lần đầu tiên là mình nhường nó. Ok, bây giờ đừng nhường nữa. Chuông em không ăn mà mình bấm cái. Nhường giùm anh một cái. Từ khóa thứ ba bắt đầu. Tiếng Anh. Hà Nội về đêm mà. Chưa đúng. Hà Nội về đông. Biết bài hãy nói về với em, nhưng mà cuối cùng không phải em. Không phải. Hãy nói với Dũng. Dũng hãy nói với Diễm. Tiếng Ngân. Hôm nay về đi. Đây là bài Bolero nha. Bolero. Bolero. Em không rành dòng nhạc này. Rành rồi, đợi chị xíu. Hỡi Dũng. Tiếng Ngân. Hỡi những vết dao. Hỡi những vết dao. Hỡi những vết dao nó chém mình sao đau quá hả? Hỡi người gì đâu, hỡi người về đâu. Không đúng. Hoa nàng. Hoa nở về đêm. Chính xác rồi đó. Chính xác. Wow. Yeah. Đó là hoa nở về đêm. Tỷ số bây giờ đang là 2-1 nha. Tiếp, từ khóa thứ tư. Thôi ơi, bài này quen nữa. M-n-m-n. M-m-m. M-m-n-n. Là bài gì? Mọi người một nơi. Mọi người một nơi. Đó là bài. Đúng mọi rồi. Mọi người một nơi. Chính xác. Bài này của Ưng Hoàng Phúc đúng không? Dạ đúng rồi. M-m-n-n. Đúng rồi. Mỗi người một nơi. Một bài hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Bây giờ tỷ số đang là 2-2. Tiếp theo. Mắm trước vậy đó hả? Mãi mãi một tình yêu. Đúng rồi. Mãi mãi một tình yêu. Tức quá, bên em biết kết quả rồi đó. Đợi bên kia sai cái bấm chuông thôi đó. Tỷ số bây giờ đang là 3-2. Gió để đổi chiều. Đúng quý vị. Đội Thiên Ngân đã vượt lên dẫn trước. Tiếp theo, từ khóa thứ 6. Rồi mai vậy hả? Rồi mai. Rồi mai gì em? Em nói rồi mai thức giấc đi. Chợt em đi mất đi. Rồi mai. Đây, đây là một bài hát thiếu nhi. Mau. Rồi mai. Rửa mặt như mèo. Rửa mặt như mèo. Yeah. Mèo mèo mèo. Rửa mặt như mèo. Sâu sâu lắm. Chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp. Lau mắt rồi ngồi khóc meo meo. Đó là một bài hát gợi cho chúng ta nhớ về tuổi thơ. Rửa mặt như mèo. À, một bài nữa thôi em ơi. Và yeah, tỷ số bây giờ là 3-3. Yeah. Hay quá các bạn. Bài hát cuối cùng này sẽ quyết định coi đội nào được 3 điểm và đội nào 2 điểm nha. Xin mời. Ngân. N-L-T-A. Là gì Ngân? N-L-T-A. Ngân. N-L-T-A. Ngân. Nhớ lại tình anh. Chưa đúng. Ngụp lặng trong anh. Ngụp lặng trong anh. Ngụp lặng hả? Ngụp lặng tình ái hả? Như là tình anh nữa. Nổi lòng trong anh. Nổi lòng trong anh. Chưa đúng. Đây là một bài hit luôn đó. Bấm chuông. Nắm lấy tay anh. Nắm lấy tay anh. Đúng rồi. Đó là bài Nắm lấy tay anh. Như vậy là tỷ số bây giờ là 4-3. Yeah. Đội Nam Thư chiến thắng ở vòng này cũng khá vất vả, chỉ gác trước 1 điểm mà thôi. Và đội Thúy Ngân sẽ nhận được 2 điểm, đội Nam Thư 3 điểm cho vòng đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 hấp dẫn, gây cấn đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Vòng thi thứ hai của chúng ta
Vòng này thì là chúng ta sẽ phải diễn tả bằng hình thể, có tất cả là 6 con số. Cứ lên đây chọn một con số bất kỳ nào các em thích, đọc cái gợi ý phía sau cho đồng đội của mình nghe và diễn tả lại cái cụm từ khóa đó. Không nói, chỉ diễn tả bằng hành động thôi. Mà đây đều là diễn viên hết, cho nên anh nghĩ rằng cái chuyện không có quá khó với các em. Mời Trúc Anh lên đây em. Thích số mấy nè? Dạ, em sẽ chọn số 3. Rồi, kéo ra. Đây là một câu thành ngữ. 4 từ. Diễn tả đi cưng. Bắt đầu. Trèo cao, té đau. Ăn không nói có, ăn đằng sống nói đằng gió. Ăn tay, tay làm hàm nhai, tay làm hàm nhai. Đó là tay làm hàm nhai. Như vậy là với cái từ khóa đầu tiên, đội của Nam Thư đã ghi được 2 điểm. Tiếp theo, mời Phong. Dạ. Giảng lên. Mời em lên. Chọn số 2 à. Số 2. Đây là một hành động làm cho người ta rất thoải mái. 3 từ. Chà. Giữa. Giày. Giữa móng tay. Giữa gót giày. Lột giày ra. Trời ơi. Lột cái giày ra. Giữa móng chân. Bà Thiến đã giữa rồi thì chỉ có móng tay móng chân thôi anh nghĩa, đúng không? Mà nó giữa móng tay không phải, xuống giữa móng chân đi, giữa gót dài. Mới có dịch vụ mới cái này ra, hỏi bà Lê Giang. Hỏi bà Lê Giang, bà Lê Giang có làm dịch vụ này không? Giữa móng chân, cái này là nó đơn giản nhất là đối với phụ nữ nữa. Vậy mà đoán hoài nó mới ra. Đội của Thiến Ngân chưa được 2 điểm. Lượt thứ 3, mời hai đội trưởng lên. Đây là một cụm từ chỉ điều mà anh Đại Nghĩa luôn mong muốn. 8 từ. Giảm mỡ bụng. Nhớ, đừng diễn tả trên Nghĩa. Em diễn tả trên bớt em đi, giảm béo. Hút mỡ bụng. Đúng không vậy? Chị nghĩ là chị lo gì, lo chị chăm chồng em là gì hả Thư? Chị diễn tả mỡ bụng em là gì hả Thư? Em chưa kịp. Đây nè. Thưa quý vị, đây là một sự đơm đặt trắng trợn từ chương trình. Hút mỡ bụng, mặc dù đúng là cái từ khóa này, nhưng vẫn khẳng định với quý vị, đây không phải là điều mà tôi mong muốn, bởi vì tôi không có mỡ bụng để mà hút. Làm như anh có thù với biên tập á. 2 điểm dành cho đội em đó. Ừ, chúc mừng. Không phải đội chúc mừng lắm đúng không? Chúc mừng mà. Thì chúc mừng đó. Về chỗ đi. Hai đêm lên đây. Ảnh không vui từ dạo đó. Giờ chọn số mấy? Trời ơi, đây là hai nhân vật nổi tiếng trong của tác phẩm văn học. Romeo Juliet, Tango và Thalassa. Tiếp theo thì đó. Yes. Văn học. Romeo Juliet, Tango và Thalassa. Tiếp theo thì đó. Yes. Đó là yeah. Như vậy là đội Nam Thư ghi được 2 điểm. Cảm ơn Phong đã đến và tham gia chương trình. Mong là chúc anh sẽ lấy được giải đặc biệt. Cảm ơn mấy anh chị, cảm ơn chương trình ạ. Em khẳng định lại lần nữa anh không có hút mỡ bụng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Chúng ta đang ở vòng đặc biệt. Chúc mừng em nha. Cái cặp đôi kia bây giờ là bỏ chạy mất dép luôn rồi. Đây em, chạy mất dép. Vẫn còn đôi dép hả? Dép này là đó, của chị Thúy Ngân. Dép của Thúy Ngân đó em. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng và sự chờ đợi nhờ vào em. Cố gắng giành được giải thưởng lớn nha. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với Quý Ông Ngạc Nhiên. Trời ơi.
sao mà mới ra mà da dấp quá ta. Mới bước ra ở trong hãm hại em rồi anh coi á. Vậy thôi bây giờ phổ biến luật chơi cho người chơi biết đi. Dòng này là dòng đặc biệt cho nên là chú Anh phải đặt cược số điểm của mình đang có. Trong thời gian 3 phút chú Anh sẽ nhìn hành động và lời nói của chị Nam Thư diễn tả làm sao mà bạn có thể đoán được những từ khóa của chúng tôi. Có 15 từ khóa, nếu như mà đoán đúng 15 từ khóa trong 3 phút sẽ được nhân 4 số điểm đặt cược. Đúng 13 từ khóa sẽ được nhân 3, đúng 10 từ khóa sẽ được nhân đôi số điểm đặt cược. Còn trong 3 phút mà trả lời không quá 10 từ khóa sẽ mất đi số điểm mà mình đặt cược. Rồi, chú Anh đã hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Rồi, bây giờ chú Anh sẽ cược bao nhiêu điểm nè? Em cũng không có tự tin lắm cho nên là em sẽ cược 7 điểm. Dạ, không phải. Không, ý là em là trên 7 điểm em cược 2 điểm. 2 điểm thôi đúng không? Dạ, hợp lý. Thôi cũng được, đó. Vậy thì mời hai chị em vào vị trí. Và bây giờ 15 từ khóa dành cho chú Anh bắt đầu. À, 4 từ. À, cái trái gì á mà rất là nhiều hột. Hột nhỏ nhỏ màu đen. Hột nhỏ nhỏ màu đen. Ừ. Ờ, nhưng mà bây giờ nó có cái hột trong ruột màu khác rồi. Rồi, dính từ ruột từ khóa rồi. Dính từ ruột. À, ba từ. Ba từ. À, đây là một cái rơm nè, mèo nè. Mèo nè, mọc từ dưới đất chui nè. Lên, chui lên. Nấm. À, ừ, đúng rồi. Nấm, nấm. À, thêm hai từ nữa. À, nấm tôm cô, tiền, nấm linh chi. Đó, chính xác. Bốn từ. Đây. Cái gì ở nhà để thẳng đồ. Thẳng đồ. Ủi là bàn ủi. Ờ, mà nó xịt cái gì ra? Hơi nước. Ra cái ủi hơi nước. Đó, chính xác. Thành ngữ 4 từ. Uống gì mình uống gì? Uống gì uống gì? Nước. Tát nước. Ráp vô. Tát nước dưới mương. Tát nước lên mương. 4 từ, 4 từ. Trái nghĩa gì hết. Nước. Có. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Ờ, bỏ qua. 4 từ, 4 từ, đây là một món ăn. Món ăn. À, con gì bơi 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 bơi. Cá. Cá gì màu đen, dài dài. Cá trê. Canh chua, canh chua. Canh chua, canh lóc, cá hú. Cá hú, cá lóc, cá lóc. À, bỏ vô bỏ cái nồi, bỏ vô cái nồi. Cá lóc kho tộ. Đúng. À, mây phen, ni rạ, ni rạ, somebody khạp, ni rạ. Friend zone. Không, ni rạ mà ni rạ. Ni rạ. Thái Lan. Đi ra trên cây có trên gì? Trên cây có cái gì? Trên cái cây có cái lá. À, ừ. À. À, chiếc lá cũng bay. Đó là đó là như cây bàn non. Anh vì anh thương em như thương cây bàn non. Mấy bốn từ thôi. Cây bàn non. Đó là bốn cây bàn non. Bốn từ anh thương em. Chính xác. Ba từ ba từ. Bước chân chiều mưa và gì? Trời ơi, chiều mưa đồng góp chiều mưa rồi. Năm từ, năm từ. Năm từ. Anh này thể lực, lực điền, võ sĩ, chức danh, chức danh của họ là gì? Tạ tập tạ năm từ, năm từ, năm từ hả? Võ sĩ tập tạ không, võ sĩ thể lực không, hai từ sau đúng rồi đó. Người đi thể thi á, người đi thi là gì? Gọi là gì? Vận động viên thể lực, vận sai động, từ cuối, vận động viên thể hình. Đó. Trời ơi, đây một món ăn bốn từ. Cái trái gì? Mướp đắng gọi là gì? Mướp đắng là khổ gì? Khổ qua. Đúng rồi. Khổ qua xào trứng. Bông, đồng nghĩa với bông là gì? Ở Đà Lạt. À, bông gì? Trà uống mát á. Cái trà gì ở Đà Lạt á? Cái bọc. Hoa Atiso. Màu gì? Màu hết vàng, giờ. Màu hồng. Hết giờ, hoa Atiso đỏ. Mày ơi. Đỏ. Bây giờ chờ coi quý ông ngạc nhiên cho mình biết kết quả là bao nhiêu. Và trước khi biết kết quả thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao sau một vài phút nha. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Bạn chỉ đạt được 7 từ khóa thôi. À, vậy là cuối cùng có 7 từ khóa được đoán đúng. Vậy là mình mất đi 2 điểm để đặt cược. Hên quá, chứ nãy mà đặt 4 là đi xa rồi. Số điểm còn lại của Trúc Anh bây giờ là 5 điểm tương ứng với 5 triệu đồng. Mà hôm nay cũng rất vui khi Trúc Anh cùng với lại Phong đã đến tham gia chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau tại đây. Thưa quý vị, chương trình Ngạc Nhiên Chưa xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ thứ tư trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.